xe địa hình thể thao đời mới. Và xe này thì chưa có tên, thật sự là tôi chưa có tên. Nhưng mà anh em nếu mà có ý tưởng là cho cái con xe này đặt tên gì để chúng tôi kết nối đặt tên của con xe. Đây con xe chúng tôi mới thiết kế hai ngày hôm nay. Đó, anh em xem nhá. Có cả thắng trước, thắng sau là rất là đầy đủ. Đấy, thắng đĩa, thắng má là có đây nha. Chúng tôi, anh em tôi chạy bằng bình ốc điện. Hệ thống điện này. Bình ốc quy về đây là chạy bằng điện là của 12V. Đấy, 12V. Mà bánh xe này là anh em chúng tôi là bằng bánh bằng hơi để chạy. Đây là chân chống xe của con xe này. Thì bây giờ có lẽ là tôi cũng anh em tôi sẽ có người để điều khiển con xe này như thế nào. Anh em theo dõi cái con xe này, nói chung tôi làm thử xem là có đi được không nha. Nói chung là cũng cảm thấy rất là hoành tráng anh em nhé. Đấy, con xe này nhìn rất là kỹ thuật và đẹp. Anh em nếu mà ưa thích con xe này thì anh em cho anh em chúng tôi đi ý kiến để chúng tôi để đóng góp bổ sung đây. Có nghĩa là con xe này sau này chúng tôi sẽ nâng cấp con xe này lên một phần rất là cực kỳ độc đáo và nhìn con xe này rất là siêu xe luôn. Còn đây là phần của anh em chúng tôi đang làm khung, cho nên là để cho anh em xem cái phần bên trong, phần khung, phần điện. Còn cái phần khi là anh em chúng tôi sẽ bao bọc của nó, con xe này thì nó sẽ nhìn rất là hoành tráng và nhìn rất là mỹ thuật. Con xe này chúng tôi sẽ đảm bảo với anh em sẽ xem video tiếp theo là con xe này sẽ hấp dẫn hơn. Còn đây là cái phần khung mà con xe của anh em chúng tôi đây. Bây giờ cho ông bác tài này, đây bác tài trọng này cho bác chạy để điều khiển con xe này. Tôi sẽ chạy thử nha các bạn. Con xe này tôi làm cho ý kiến nhá. Bác tài trọng này bác điều khiển cho con xe này. Anh em nhìn nó có mướt như thế nào nhá.